Chào mừng bạn đã quay trở lại. Trong video này chúng ta sẽ đến với một phần vô cùng quan trọng trong quá trình chúng ta dựng phim. Khi mà xuất ra một cái video thì chúng ta sẽ phải chuẩn bị trau chuốt trong vấn đề về âm thanh, nhạc nền và nguồn chúng ta lấy nhạc nền từ đâu để đảm bảo được cái vấn đề về bản quyền cũng như là cái nhạc nền làm sao để cho nó hay, rồi là nguồn tiếng động từ thế nào và cách xử lý các cái trường hợp về lời thoại của chúng ta, cũng như việc là chúng ta có thể thu thêm lời bình cho cái video của mình để tăng cái tính cảm xúc và sự hấp dẫn hơn. Nào, bây giờ chúng ta vào bài học nhé. Làm thế nào để có một cái âm thanh tốt trong video của mình? Đầu tiên là cái lời thoại chúng ta phải nghe phải rõ. Cho dù là cái hình ảnh của bạn không được nét như mong đợi thì chất lượng âm thanh của bạn phải tốt. Quá trình mà chúng ta quay có thể có những cái lúc mà âm thanh của chúng ta nó không được như ý muốn, như là âm thanh nó bị to quá hay âm thanh bị lẫn tạp âm bởi những cái tiếng môi trường xung quanh lẫn vào, hoặc có những cái lúc mà âm thanh của chúng ta lại quá nhỏ. Thế vậy thì chúng ta cần phải xử lý vấn đề âm thanh để cho cái lời thoại chúng ta nghe phải rõ. Thế thì một cái âm thanh mà tốt cho một video nó sẽ tăng cảm xúc cho người xem rất là nhiều, giúp cho khán giả chúng ta giữ chân khán giả xem hết video của mình. Đầu tiên là chúng ta phải cắt cái đoạn mà chúng ta muốn cho to hoặc là nhỏ tiếng. Sau đấy là chúng ta chạm tay vào cái video mà mình vừa mới cắt xong để nó hiển thị lên cái khung viền màu trắng. Và các cái thanh công cụ ở dưới đó thay đổi thì bạn chú tâm vào cái nút là âm lượng. Ở đây thì mình có thể điều chỉnh được cái âm lượng của cái video mà mình vừa cắt. Nhớ là đây là mình điều chỉnh cái âm lượng của cái video mình vừa cắt, chứ không phải là âm lượng của toàn bộ cái video dài mà mình ở trong cái phần mềm dựng phim mà mình cho vào đâu. Chỉ là cái đoạn mà mình vừa cắt thôi. Thì đây mình có thể giảm được cho nó bé xuống, hoặc là mình có thể tăng lên đấy, rất là to. Thì đây nó cho cái phép cái mức tăng của mình lên tận 1000% cơ. Đấy, thế vậy thì mình chỉ cần tăng lên khoảng tầm 200-300 thôi. Sau đó mình phải kiểm tra lại, tránh về cái việc là mình tăng to quá thì nó sẽ bị vỡ tiếng. Rồi, ok, đơn giản như vậy thôi. Đấy là cách chúng ta tăng to nhỏ cái âm thanh cho cái lời thoại của video của mình. Một trường hợp khác là trong cái phần mềm CapCut này nó có cho phép mình được làm méo tiếng của âm thanh gốc đi, thì bằng cách là chúng ta chạm tay vào cái video hoặc là cái đoạn nào mà chúng ta muốn làm méo. Đấy, sau đó là chúng ta bấm vào cái nút tên là, các bạn kéo xuống dưới đây, nó có cái nút là hiệu ứng giọng nói. Rồi, ở đây thì nó có 5 cái sự lựa chọn cho mình. Một là dạng sóc chuột để trầm cao thấp và làm méo. Rồi. Rồi, hoặc là trầm. Đó là cái cuốn bạn nào đã từng đọc cuốn bí mật của com, hoặc là cái cuốn là bí mật chuyên gia. Snack nấm hương season. Nấm hương sấy giòn nguyên vị. Việc thu thêm lời bình mình có thể sử dụng trong trường hợp là mình về mình bổ sung thêm lời bình cho cái đoạn video của mình, hoặc là cái lời bình đó nó có thể thay thế cho cái tiếng thoại mà mình đã quay trước đó, bởi vì tiếng thoại trước đó nó bị rè quá, mình không thể lấy được, mình không thể chỉnh sửa được, mình cho to lên mà nó vẫn bị rè. Thì thôi bây giờ mình về mình thu lại lời bình, nó giống như việc là mình lồng tiếng ấy. Thì mình sẽ làm như sau. Mình sẽ vào cái phần là âm thanh đó, và mình bấm vào cái nút là lồng tiếng, là cái hình cái micro ở phía cuối cùng ấy, lồng tiếng. Khi nào mà mình muốn thu thì mình sẽ bấm vào cái micro màu xanh đó và mình giữ để mình thu âm. Đồng thời thì là ở trên cái phần mềm dựng ấy nó sẽ hiển thị lên một cái dòng biểu đồ màu xanh, đấy là lúc mà mình đang ghi âm đấy. Thế thì khi mà mình ghi trực tiếp từ điện thoại này ấy, thì có một cái lưu ý đó là chúng ta cần phải để một cái khoảng cách là cách miệng mình nói khoảng tầm 20 cm, và mình nói với một cái âm lượng là vừa phải, không to quá và cũng không nhỏ quá, và nên là tránh những cái tiếng ồn xung quanh. Thỉnh thoảng thì mình thu thì mình có thể là vào trong nhà vệ sinh mình đóng kín lại thì mình thu, hoặc là vào trong một cái phòng kín, nhưng tránh là những cái phòng mà nó lại có cái tiếng vang dội lại nhé. Những cái phòng mà trống ấy thì thường hay có tiếng vang. Thì mình nên tránh những cái yếu tố tiếng vang như vậy hoặc những cái tiếng ồn xung quanh thì sẽ có cái chất lượng âm thanh thu tốt hơn.
Trường hợp mà bạn muốn làm mute cái tiếng của một cái video nào hoặc là toàn bộ video mà mình dựng dựng đi thì chúng ta sẽ làm như sau. Nếu như trường hợp mà chúng ta làm mute toàn bộ các tiếng của các cái video mà mình đang dựng đi thì bạn sẽ bấm vào cái nút đầu tiên mà mình đang chỉ ở con chuột đây. Nút đầu tiên ở bên tay trái đó. Và trường hợp bạn muốn mute một cái video bất kỳ thì bạn chạm vào cái video đó và bạn bấm vào nút âm lượng và bạn kéo nó xuống về không thôi là cái video nó sẽ được mute đi. Có nghĩa là làm câm tiếng của cái video đi đấy. Còn đối với trường hợp mà bạn sử dụng thêm một cái lớp phủ là cho một cái video khác vào, đúng không? Mà bạn muốn mute cái video lớp phủ đấy đi mà chỉ giữ là cái tiếng của cái video mà mình đang dựng thôi thì bạn hãy bấm vào cái video lớp phủ đó và bạn bấm vào nút âm lượng và bạn cũng cho nó trở về không. Như vậy là mình sẽ mute cái tiếng của video lớp phủ đi. Nó khi mà bạn mute cái video nào ấy thì nó có cái biểu tượng là một cái hình là cái loa nhỏ ấy, và có cái dấu X ở bên cạnh ấy. Đấy là cái video đấy đã được mute đi rồi. Chúng ta sẽ gặp cái trường hợp như này rất là nhiều khi mà chúng ta cho hai cái video trở lên vào trong khung hình và chúng ta chỉ lấy một nguồn của video là lấy tiếng thôi, còn các video khác là mình tắt tiếng đi và mình lấy hình, thì mình sẽ làm cái cách như là mình vừa chia sẻ với cả các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với nội dung là cho nhạc nền vào video. Khi mà chúng ta cho nhạc nền vào video thì chúng ta phải rất sức lưu ý về vấn đề bản quyền nhạc nền. Thì khi mà chúng ta up cái video đấy lên YouTube ấy, thì những cái video mà bị vi phạm về bản quyền ấy sẽ không có khả năng kiếm tiền ở trên YouTube, hoặc là sẽ bị xảy ra kiện cáo, thì sẽ bị kênh của bạn sẽ bị ảnh hưởng, hoặc là bạn sẽ phải chia sẻ doanh thu cho cái người chủ sở hữu cái phần quyền về âm thanh đó. Thế vì còn đối với TikTok cũng vậy, hoặc đối với Facebook cũng vậy. Chính vì vậy nên là cái vấn đề bản quyền nhạc nền ở trên video up lên các cái mạng xã hội bây giờ nó ngày càng nghiêm ngặt hơn. Vì vậy nên là tôi khuyên các bạn là hãy sử dụng những cái nguồn nhạc nền mà mình nắm chắc được rõ hơn về cái bản quyền của bài hát đó. Thì sẽ có những cái nguồn mà mình sử dụng cái nhạc có bản quyền, hoặc là ít nhất là sẽ không bị quét bản quyền. Thứ nhất là nhạc nền từ chính trên cái app mà mình đang dựng thì sẽ không bị quét về bản quyền. Thứ hai nữa là cái nhạc bản quyền ấy thì mình có thể lấy được từ những cái trang mà họ cho mình lấy nhạc miễn phí, hoặc là những cái trang mà mình phải trả phí. Thì thứ nhất là trường hợp mà mình lấy nhạc nền từ cái app mà mình đang dùng thì bạn vào cái phần âm thanh đó, và sau đó bạn vào cái phần âm thanh. Mục thứ nhất là mục âm thanh ấy. Ở trên CapCut nó cho mình một cái kho âm thanh khá là nhiều, và mình thấy rằng là nó thường xuyên là bổ sung thêm những cái bài hát nhạc nền mới. Tuy nhiên là mình phải nghe và mình phải lựa chọn những cái bài nào là phù hợp với cả cái tính chất video mà mình đang dựng. Mình cần phải xây dựng cho mình một cái kho nhạc nền phong phú và những cái bản nhạc nền hay để mình sử dụng. Ở đây nó phân chia ra các cái mục này: Travel, Vlog này, Fresh này, Healing này. Đó thì có rất là nhiều cái thể loại nhạc để mình chọn. Sau khi là mình nên chạm vào đây thì mình nghe thử. Thế thì cái cách để nghe thử là bạn bấm vào cái bài đó. Đó. Trường hợp mà bạn thích cái bài nhạc nền này thì bạn bấm vào cái nút dấu cộng là nó sẽ thêm vào luôn cái video của mình đang dựng, hoặc là bạn bấm vào cái hình ngôi sao bên cạnh đó. Đấy là và nó đã thêm vào cái mục yêu thích, thì về sau là khi mà mình đã xây dựng được cái kho nhạc nền của mình ngày càng nhiều hơn ấy thì đỡ mất thời gian để mình phải vào mình chọn lại từ đầu mà, thì mình sẽ vào cái kho cái mục là yêu thích của mình thôi, và bạn sẽ chọn cái bài đó ra để mình sử dụng ngay. Khi mà bạn cho một cái bài nhạc nền vào thì ở đây nó sẽ chia ra rất là nhiều cái trách âm thanh, đúng không? Sẽ đó là trách âm thanh mình lồng tiếng, và trách âm thanh của nhạc nền, và trách âm thanh của tiếng động. Thế thì bây giờ cái phần nhạc nền ấy thì bạn hãy để ý rằng là bạn có thể kéo nó ra một cái dòng riêng để nó không bị lẫn vào các cái trách âm thanh khác. Bạn kéo xuống phía dưới, sau đó là bạn di chuyển. Ở đây thì bạn thấy rằng là cái nhạc nền này mình đang sử dụng ngẫu nhiên nên là nó rất là ngắn. Vì vậy nên là mình hãy nên lựa chọn cái bài nhạc nền nào đó mà nó có cái thời lượng dài, hoặc là ví dụ như trường hợp mà bạn sử dụng cái bài nhạc nền mà nó ngắn nhưng bạn có thể nhân đôi, nhân ba hoặc là nhân nhiều lần lên cái bài nhạc nền đấy lên, để cho nó cứ chạy replay, nó chạy nối nhau cứ hết nó lại chạy tiếp. Thế như vậy để nó cho nó vừa đủ cái quãng thời gian của cái video của mình dựng. Bằng cái cách là chúng ta sẽ chạm vào cái bài nhạc nền đó và bạn kéo xuống phía dưới, cuối cùng nó có cái nút là sao chép đó,
Và khi mà bạn bấm sao chép thì mặc định nó sẽ nhân đôi ở phía cuối của video đấy, nhưng mà nó ở với cái check ở trên cùng ấy, thì bạn kéo nó xuống, rồi bạn chạm tay, bạn ấn, bạn kéo nó xuống. Rồi cứ như vậy, đây mình đang lấy ví dụ cái bài nhạc nền là chỉ có mười mấy giây thôi. Cái bài nhạc nền bạn lựa chọn nó nên nó dài hơn, lên khoảng tầm hơn 1 phút, 2-3 phút. Sau đó bạn cứ nhân nó lên, nó vừa đủ với cả cái video mà mình đang dựng. Khi mà bạn cho một cái bài nhạc nền vào thì có một cái điểm mà chúng ta cần lưu ý. Đó là thường là cái bài nhạc nền mình cho vào ấy, thì mình phải để ý là thứ nhất là cái nhạc nền nó phải nhỏ hơn cái lời thoại của mình. Nhạc nền nó chỉ cần nhỏ liu riu, nghe vừa đủ nhỏ thôi, để cho khán giả còn tập trung vào nghe cái lời thoại của mình. Chứ nếu như cái nhạc nền của mình to quá thì nó áp lại cái lời thoại của mình đi, thì khán giả sẽ không nghe rõ cái lời thoại của mình. Vì vậy điều quan trọng là chúng ta chỉ cho nhạc nền nhỏ thôi. Cái thứ hai nữa là khi mà mình cho vào ấy, thì thường là cái nhạc nó sẽ to ngay. Vì vậy là to ngay ở những cái giây đầu tiên. Vì vậy nên là mình hãy nên làm vuốt nhỏ cái âm thanh đó của cái đoạn đầu cho vào ấy, để nó nhỏ, nó sang to dần. Hoặc là cái âm thanh ở đoạn cuối của cái bài hát đó thì nó cho to dần, nó nhỏ, nó về kết. Thì bằng cách là mình sẽ vào cái nút là làm mờ nhá. Bạn chạm tay vào cái âm thanh đó nhá, nó sẽ có hiển thị ra các cái nút tính năng. Thứ nhất là âm lượng này, làm mờ này, thì bạn sẽ bấm vào cái nút làm mờ. Và ở đây thì bạn thấy có hai cái lựa chọn là thời lượng làm rõ dần và thời lượng làm mờ dần. Làm rõ dần có nghĩa là bạn cho cái âm thanh nó từ nhỏ lên to, còn là làm mờ dần thì nghĩa là âm thanh của cuối cái video ấy, cuối của cái bài hát đấy chẳng hạn, bạn vuốt nhỏ từ to xuống thấp. Bây giờ mình lấy ví dụ. Ở đây bạn có thể lựa chọn được cái quãng thời gian làm nhỏ, làm to là bao nhiêu giây thì là tùy mình. Đấy. Hoặc là khi mà bạn kéo xuống sang làm nhỏ, nhỏ vuốt cái đuôi của cái bài hát đó, kéo xuống phía cuối cùng này, bạn ấn nút làm mờ và bạn ấn vào cái thời lượng làm mờ dần và bạn lựa chọn. Rồi, như vậy là cái âm thanh của mình sẽ được vuốt nhỏ sang to và từ kết thúc là từ to sang nhỏ. Bây giờ mình sẽ chỉnh cái âm lượng của cái nhạc nền nó nhỏ xuống. Mình chỉ để khoảng cỡ khoảng tầm 15 đến 20 thôi. Sau bạn phải nghe lại, bạn phải test. Ok, ví dụ như vậy. Trường hợp mà chúng ta lấy cái nhạc nền ngoài thì bạn có thể lấy ở những cái trang mà mình sẽ giới thiệu các bạn sau đây, thì nó sẽ uy tín này. Nó có hai nguồn, thứ nhất là nguồn mà mình miễn phí, thứ hai là nguồn mình phải trả phí. Thì là có một cái trang mà nó có khá là nhiều nhạc nền hay, đó là cái trang upbeat.io. Thì cái trang này nó cho phép mình sử dụng miễn phí tải 10 cái bài hát đầu tiên. Sau khi mà bạn sử dụng hết 10 lần cái tải cái bài hát đấy rồi thì bạn có thể phải trả phí, nhưng cái mức phí nó rất là rẻ. Trường hợp mà bạn sản xuất video nhiều, bạn sử dụng nhạc nền thường xuyên thì bạn hãy nên sử dụng cái trên cái trang web là upbeat.io hoặc là trang Adlib. Thì đấy là cái nguồn nhạc đã đảm bảo. Mình đã có sẵn một cái kho nhạc nền mà mình đã sưu tầm về khá là nhiều bài, thì mình sẽ là cái quà tặng ở cuối cái khóa học này. Thì bạn có thể vào download nó về. Thì khi mà bạn up nó lên thì bạn lưu ý là bạn cần phải để, ví dụ bạn up lên trên YouTube nhá, thì bạn cần phải để được cái phần tên của cái nghệ sĩ mà đã sáng tác cái bài hát đó ở trong cái phần mô tả của video khi bạn upload lên trên YouTube. Thì như vậy là bạn sẽ không bị cái phần quét bản quyền. Khi mà bạn tải một cái bài hát, ví dụ như bạn tải ở trên upbeat.io ấy, thì mình thường hay nghe ở trên máy tính, sau đó mình download về và mình sẽ sử dụng cái tính năng là AirDrop, là bạn sẽ chuyển file từ trên máy tính sang điện thoại. Khi mà bạn chuyển một cái file từ trên máy tính sang điện thoại bằng AirDrop thì nó sẽ nhận rất là nhanh, và bạn hãy nên mở trước cái phần mềm dựng phim. Sau đó là bạn sẽ nhìn thấy màn hình nó hiển thị lên cái pop-up, là nó hỏi bạn là bạn có muốn nhận cái file đó vào trong cái phần mềm mà bạn đang dựng là CapCut không. Thì bạn chỉ cần ấn vào cái nút là CapCut là ngay lập tức là cái file bài hát đó nó đã hiển thị ở trong đây rồi. Đây, cái bài là We Got This này. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếng động ở trong video. Để sử dụng tiếng động thì chúng ta có hai cách để lấy nguồn tiếng động. Thứ nhất là bạn sử dụng cái tiếng động có sẵn ở trong app CapCut, là bạn vào phần âm thanh và bạn chọn cái phần là hiệu ứng. Sau đó là ở đây có rất là nhiều cái mục để mình có thể lựa chọn các cái tiếng động phù hợp.
thì là bạn hãy nghe thử các cái loại tiếng động ở trong này để bạn phân biệt được. Nếu như bạn chưa dựng nhiều ấy thì bạn cần phải nghe xem là có những cái loại tiếng động gì, như tiếng gió, tiếng chó sủa, tiếng còi tàu xe, tiếng cười, hoặc là những tiếng rót nước, hay là tiếng đun sôi bếp, hay tiếng bước chân, hay tiếng gió biển, rất nhiều các loại tiếng. Thế vậy thì khi mà mình cái video của mình diễn đạt những cái đoạn nào thì là mình nên cho cái tiếng nào vào, thì mình tìm cái tiếng đấy ở đâu, thì là cái nguồn thứ nhất là bạn hãy sử dụng ở cái nguồn ở trên app CapCut. Là cái nguồn này là nhanh nhất, nó đã có sẵn rồi. Cũng cái cách mà bạn cho vào thì bạn cũng vẫn ấn cái nút dấu cộng ở bên tay phải thôi, nút màu xanh ấy, là bạn sẽ cho vào. Khi mà bạn nghe, bạn test thử các cái tiếng động ấy, thì là bạn thấy cái tiếng nào nó hay, tiếng nào mình hay thường xuyên dùng ấy, thì bạn hãy bấm vào cái nút ngôi sao ấy, để bạn lưu cái tiếng nó lại. Thì nó ở trong cái mục là đầu tiên, nó có cái huy hiệu của mình đang chỉ ra. Thì các cái mục mà bạn lưu cái âm thanh ấy, nó có sẵn ở đây rồi. Để về sau ấy là mình kiểm tra tiếng, mình lấy cái nguồn tiếng ấy nó sẽ rất là nhanh. So với việc là bạn phải đi tìm ở trong cái kho này rất là nhiều tiếng động. Tuy nhiên cái tiếng động ở trong này nó cũng không có đầy đủ các phong phú như mà cái loại tiếng mà mình vừa nói các bạn lúc nãy đâu. Mà cũng có thể những cái tiếng ấy nó không chân thực như là cái tiếng mà mình đang mong muốn. Thì có cái nguồn thứ hai, bạn hãy vào website cái tên là freesound.org. Thì ở đây có rất là nhiều các loại tiếng động và cái tiếng nó cũng khá là chân thực. Thì bạn hãy download nó về và bạn hãy bắn nó sang cái phần mềm app dựng ở trên điện thoại này để bạn sử dụng nó. Bây giờ bạn hãy xem thử một cái video, một cái đoạn mà mình sử dụng tiếng động ở đây nhé. Như bạn sử dụng tiếng động một cách hợp lý thì nó sẽ làm cho cái video của bạn sinh động hơn rất là nhiều. Thì đấy cũng là cái phần nội dung mà mình chia sẻ với các bạn trong cái bài về âm thanh này. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài học tiếp theo nhé.